Xin chào những khán giả của Tài Trần TV. Hôm nay thì anh em ekip của Tài Trần TV đã có buổi tác nghiệp vô cùng thú vị tại hàng đẫy, và các bạn có thể nhìn thấy ở đây là một cái khuôn hình đấy, tiết lộ cho các bạn luôn. Trong video ngày hôm nay các bạn sẽ được xem một trong những video rất đặc biệt về Quang Hải với rất nhiều những hành động trong ngày khai màn V-League của câu lạc bộ Hà Nội, và điều đặc biệt là chủ tịch của tập đoàn TNT, đó chính là ông Nguyễn Quốc Hội đã tặng một chút lì xì may mắn nhân dịp mà khai màn V-League tại sân hàng đấy. Chúng ta cùng chờ xem hôm nay Quang Hải có điều gì đặc biệt. Ngày hôm nay thì Quang Hải không vào sân trong trận đấu Hà Nội và Nam Định trong hiệp 1, và thay vào đó là những cái tên khác. Quang Hải hôm nay sẽ dự bị. Mời thực hiện nghiêm túc khuyến cáo trên để đảm bảo tốt nhất cho sức khỏe của chính bản thân mình cũng như sự an toàn cho cả cộng đồng. Xin trân trọng cảm ơn. Cầu thủ sẽ ngồi trên băng ghế dự bị trong trận đấu mở màn V-League 2020 của câu lạc bộ Hà Nội. Như các bạn đã biết thì với tình hình dịch cúm nCoV-19 đang diễn ra rất phức tạp, thì V-League đã phải công bố việc tất cả các trận đấu tại vòng 1 của giải bóng đá vô địch quốc gia sẽ không có khán giả, và thay vào đó là những khán đài chống vắng. Và đây là một điều mà chắc chắn là Quang Hải cũng như các đồng đội rất là buồn, phải chấp nhận thôi, vì là với cái tình hình dịch như hiện tại thì nếu chẳng may mà phát tán ra cả nghìn người ngồi trên khán đài thì đó là một điều rất là kinh khủng. Hình ảnh mà các bạn có thể thấy là Quang Hải trong vai trò là một cầu thủ dự bị thì cũng giống như mọi cầu thủ khác sẽ phải làm nhiệm vụ hỗ trợ nhặt bóng cho các đồng đội đá chính dứt điểm. Đó, Quang Hải đang đứng cạnh Minh Thành để làm gọi là chân nhặt bóng cho các đồng đội. Và đây là một hình ảnh rất đặc biệt khi chủ tịch tập đoàn TNT đã có hành động rất thú vị cho các cầu thủ nhân dịp khai xuân V-League 2020. Theo mình quan sát thì đây là đồng lì xì 50.000, một đồng tiền mang nhiều may mắn, một màu hồng các bạn ạ. Quang Hải và Thành Lương đều là những cầu thủ dự bị trong trận đấu ngày hôm nay. Đây là những khán giả không thể vào sân theo dõi và đã lựa chọn cho mình một hình thức, đó là ngồi trên nóc nhà. Và đây là khoảnh khắc mà Quang Hải di chuyển vào phòng thay đồ sau khi hiệp 1 của trận đấu khép lại. Người ta đang mong chờ Quang Hải sẽ ra sân và sẽ có những bước chạy khai xuân đầu tiên tại V-League 2020. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Chắc chắn các cổ động viên này là các cổ động viên vô cùng may mắn khi đã lựa chọn và có cho mình được một vị trí tốt. Trong khi đó thì ở bên dưới sân, Quang Hải vẫn chưa bước ra. Chắc chắn là những cổ động viên này đang ngóng chờ sự có mặt của Quang Hải. Và lúc này thì Quang Hải bắt đầu di chuyển để sẵn sàng bước vào sân. Các cổ động viên đang hô to cái tên Quang Hải. Đó, các bạn có thể nghe thấy cái tên gọi Quang Hải từ những cổ động viên ở trên nóc nhà. Rất thú vị đúng không ạ? Quang Hải với một dáng đi rất quen thuộc, cầu thủ không quá cao lớn, tuy nhiên sở hữu trong mình
một tố chất của một ngôi sao với rất nhiều các kỹ năng đi bóng, sút bóng và tổ chức lối chơi, rất nhiều các kỹ năng trong một thân hình nhỏ bé như Quang Hải. Chúng ta còn nhớ là trận đấu đầu tiên tại Pleiku thì một người đồng đội rất thân thiết của Quang Hải là Tuấn Anh cũng không thể ra sân do vẫn chưa hoàn toàn có được thể lực sung mãn nhất. Còn bây giờ Quang Hải có vẻ như cũng khá sẵn sàng vào sân rồi. Các đồng đội khác thì đang mặc những chiếc áo khoác và di chuyển ra khu vực đằng sau khung thành để khởi động. Còn Quang Hải thì mặc chiếc áo thi đấu và khoác lên mình một chiếc áo bib cho thấy sự sẵn sàng vào sân của mình. Với việc vòng loại World Cup 2022, các trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia sẽ hoãn đến tháng 10 thì nó sẽ là cơ hội để cho các cầu thủ đang còn gặp những vấn đề về chấn thương của đội tuyển Việt Nam sẽ có thời gian để bình phục một cách hoàn toàn và có được một cái thể lực tốt nhất cho các trận đấu quan trọng trong màu áo tuyển. Và Quang Hải cũng là một cầu thủ như vậy, phải thi đấu rất nhiều trong quãng thời gian vừa qua, chắc chắn Quang Hải cũng cần có thời gian để có thể lấy lại được cảm giác bóng một cách tốt nhất, cũng như là các vấn đề liên quan đến chấn thương thể lực. Quang Hải cần có một thể lực sung mãn nhất để có thể cống hiến trọn vẹn cho đội tuyển quốc gia. Quang Hải không còn nghi ngờ gì nữa, anh đã vươn tầm Đông Nam Á, chưa nói đến đã từng được báo chí châu Á nhắc đến rất nhiều sau vòng chung kết U23 châu Á 2018. Và Quang Hải đang là nỗi khiếp sợ của rất nhiều các đội bóng trong khu vực. Màn trình diễn của Quang Hải đã giúp cho bóng đá Việt Nam bay cao, bay xa trong quãng thời gian gần đây. Và với huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo thì Quang Hải là một cầu thủ không thể thiếu trong đội hình. Bây giờ không còn gọi là cầu thủ trẻ nữa, bởi Quang Hải đã qua lứa tuổi U23. Và Quang Hải đang lãnh những trọng trách quan trọng không chỉ ở câu lạc bộ Hà Nội mà còn là màu áo tuyển, một màu áo vô cùng quan trọng. Lúc này thì Quang Hải đang có khoảnh khắc chuẩn bị bước vào sân, một khoảnh khắc cực kỳ quan trọng và đáng chờ đợi. Khi Quang Hải lần đầu tiên xuất hiện trên thảm cỏ V-League 2020, đây là một khoảnh khắc mà tất cả chúng ta đã chờ đợi rất lâu rồi. V-League bị hoãn và Quang Hải thì cũng đã chưa bình phục một cách hoàn toàn, và bây giờ thì Quang Hải sẽ vào sân. Quang Hải sẽ vào sân để thay cho, nếu tôi không nhầm, là Đinh Tiến Thành. Câu lạc bộ Hà Nội sẽ thay đổi cầu thủ. Cầu thủ số 29 Ngân Văn Đại rời sân. Cầu thủ số 19 Nguyễn Quang Hải vào sân. Xin lỗi các bạn, đó là Ngân Văn Đại, cầu thủ chơi ở vị trí hậu vệ. Tuy nhiên lúc thi đấu tại trận đấu gặp Nam Định thì Ngân Văn Đại đã di chuyển lên vị trí tiền vệ để thi đấu. Và khoảnh khắc Quang Hải vào sân cũng là lúc mà trọng tài đổ ngồi còi kết thúc trận đấu. Chúng tôi không được phép ghi hình trong quãng thời gian Quang Hải có mặt trên sân một cách quá lâu, chính vì vậy rất mong mọi người thông cảm và hãy cùng chia sẻ những hình ảnh đặc biệt này, bấm like và subscribe, bấm nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi có video mới về. Chắc chắn là khoảnh khắc Quang Hải vào sân là một khoảnh khắc mà rất nhiều các bạn đã chờ đợi. Hy vọng rằng chúng ta sẽ còn tiếp tục gặp nhau trong các video tiếp theo. Và chắc chắn rồi, V-League 2020 sẽ còn rất nhiều các trận đấu hấp dẫn khác, và Quang Hải sẽ còn rất nhiều cơ hội để thể hiện mình.
để chứng tỏ cho mọi người biết rằng bây giờ anh thực sự là đầu tàu và là một trong những người điều tiết lối chơi, nhạc trưởng sánh vai cùng Văn Quyết, Thành Lương hay các công thần của câu lạc bộ Hà Nội. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Hy vọng các bạn hãy cùng để lại những dòng comment để chúc Quang Hải có được phong độ thật tốt trong các trận đấu tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.